Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2021. Phạm Thức Audio xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ cô của Pioneer SA7600. Đây là một trong số những sản phẩm mà trên thị trường có rất nhiều và cũng anh em cũng rất dễ gặp và dành cho những giới audio mà mới vào nghề để chơi, thì đây là những bộ cô gọi là đáng để chơi và học hỏi. Bởi vì thực sự ra với cái giá trị của nó là không cao mà chất âm của nó rất chi là hiệu quả. Bên dưới con bên dưới chính là con âm ly Pioneer 7600. Con bên trên là con Tuner 7600. Con Tuner chính là con bắt AM và FM Đài Tiếng Nói Việt Nam anh em nhé. Thế nên là nó bây giờ thì cũng không có nhiều người nghe đài, nên là cái việc mà mua thêm nó về thì chỉ mang tính chất trưng bày thôi. Vì vậy là nếu anh em nào mà không hiểu về nó thì cũng nhiều anh em cũng lắm hôm em đăng lên thì rất nhiều anh em cũng hỏi là con âm ly sao âm ly nó rẻ thế này. Các bác thông cảm nhá. Thì cái chữ mà có chữ tuner có nghĩa là đài tiếng nói. Đấy, anh em lưu ý. Và đây trước mắt quý vị và các bạn là cặp đôi mà hôm nay em sẽ thanh lý cho bác nào cần đến và để chơi những đôi loa bát 25 đổ về cho chất âm rất tốt. Và con này trưng bày thì rất đẹp luôn, bởi vì là nó có hẳn 4 cái vú, 4 cái đồng hồ sáng chói đẹp vẩy căng đét. Và sau đây là em xin được quay sát cảnh của chiếc âm ly. Và đây là mặt của chiếc tuner. Chiếc âm ly này thì nó ít những cái đòn bẩy bát chép, gần như là không có, nó chỉ có mỗi một nút, đấy là nút lau lướt thôi. Không có đòn bẩy bát chép và không có thêm gì cả, không có súp bích như những con đời đắt tiền. Nhưng để mà nói thì chất âm của nó cũng vẫn rất tốt. Sản phẩm này được sản xuất vào những năm 1978 và 79. Nó còn được sản xuất sau cả 7800 mắc đôi nhá. 7800 mắc đôi được sản xuất vào năm 1975. Vì vậy anh em đừng hiểu là 76 rồi mới đến 77 rồi đến 78 nhá. Không phải. Đây là sản phẩm nó được sản xuất ra để bán cho anh em với cái giá trị túi tiền hợp lý. Cả bộ cô này bên em xin phép được bán với giá là 4,5 triệu cả hai cái này. Giá chỉ bằng ngoài thị trường bán con âm ly này thôi nhá. Đấy. Mặt mũi thì anh em xem rồi. Và đây là cái nắp của nó. Nắp thì đẹp luôn, lung linh, mỹ mãn. Gần như là không xước sát một chút mấy gì cả, chỉ bị một chút xíu này thôi. Đây là mặt phần sau của nó. Cái này là cái dây bóng của nó là vẫn quấn dây nguồn từ bên kia chuyển về nhá, em không tháo ra. Hàng bãi nguyên bản về. Trên là con tuner. Chữ chiếc đầy đủ, không xước sát gì. Đằng sau kể có con âm ly cũng vậy, rất đẹp và lung linh. Mã số seri của cái tuner là 876 và con âm ly mã số của nó là 832A. Đây là rắc vào này, rắc vào của tín hiệu AV này. Còn đây là rắc vào của tuner AUX này. Tuner mình cắm từ cái chỗ này xuống này, từ chỗ này xuống đây. Con âm ly này được thiết kế là dùng sử dụng điện 100V hàng suất nội địa. Công suất của nó là 120W. Nên là đánh những cặp loa bass 25 tầm 6-70W rất tốt, trị rất tốt luôn, cho chất âm ra hợp lý. Và cái giá quan trọng nhất là cái giá cả của nó thì nó là rất xứng đáng để dùng. Những con âm ly mà trong tầm tiền, ví dụ như mấy con Technic, mấy con đờn nông, và trong cái khoảng tiền này của nó thì để mà nói mà để mà đánh trực tiếp vào những cặp loa của các bác thì con âm ly này nó sẽ đè bẹp toàn bộ. Bởi vì dù sao nó cũng được thiết kế theo một phương thức khá thông minh của Pioneer. Đồng hồ báo vôn, công suất, watt.
Nói chung là nó là piano, nên có một cái hay của nó là khi mình chỉnh bát tép mình vặn này, nó lên nó phải nó lên ngời ngời, là lên rất tốt luôn. Đặc biệt nút lau lướt này, tắt và bật nó thể hiện được cái bản chất của nó là rất tốt. Con âm ly này bên em nếu xé lẻ thì bán là 3.4 triệu, và con tuner này là bán 1.1 triệu anh em nhé. Anh em mua lẻ em cũng bán. Rồi bây giờ em test thử cái tuner cho anh em xem, xong tí nữa cuối video sẽ có hình ảnh ruột gan nội thất anh em, không phải lo lắng về vấn đề gì cả. Đấy. Nói chung là con tuner này nó đang có một chút vấn đề là khi mà mình bắt FM và AM thì tiếng nó không được tròn cho lắm. Thì coi như là em thanh lý đi, bán thanh lý là 1.1 triệu. Và đấy là cái bệnh điểm yếu của con âm ly này, con tuner này là để em thanh lý. Đấy, anh em nào thích thì về sửa thì sửa, còn nếu không thì chỉ để mang tính chất trưng bày thôi. Có nghĩa là mình chỉ cần đặt lên âm ly để làm sao để khi mà trưng bày như này cho nó đẹp, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái con âm ly bên dưới thì phần đít đẹp rồi, phần nắp đẹp rồi, ruột gan tí em mở cho anh em xem đẹp lung linh. Nhưng mà nó có một cái như này là vài cái nút chiết áp này nó không được sáng bóng và đẹp lắm. Và trên mặt của nó đây có một cái vết xước ở đây. Cần gạt này cũng vậy, nó hơi ố ố một chút. Và có một cái nút này của nó là nó không được bóng. Cái này anh em nào chịu khó về dùng cana đánh thì chắc nó cũng khắc phục được một phần. Bên em thì hơi bận nên không làm được cái điều đó. Đây vết xước tiếp theo ở đây, và vết xước tiếp theo ở đây. Và trên cái mặt âm ly này nhìn kỹ này thì sẽ có một vài điểm đốm. Anh em thấy chưa? Đấy, chính vì thế mà bên em thanh lý con âm ly này với giá là 3.4 triệu. Cả bộ này là 4.5 triệu. Còn bình thường là cái con âm ly dưới này bán nếu đẹp xuất sắc và lung linh thì đang bán là với giá là 4.5 triệu rồi. 4.2 triệu đến 4.5 triệu là bên em bán. Còn ở giá thị trường thì anh em có thể tham khảo trên Google Mark. Và đây, sau đây em sẽ tháo ruột gan anh em xem. Và đây, nắp em đã tháo rồi. Và anh em để ý này, đế đít của nó màu vàng ươm luôn. Đấy, hàng bãi về mà. Dù sao chăng nữa thì nó vẫn là hàng bãi. Có xước sát thì nó vẫn là hàng bãi. Đấy. Và đây là ruột gan bên trong của chiếc âm ly. Anh em mình quan tâm đến âm ly là chủ yếu. Thì chiếc âm ly này được thiết kế nguồn vàng và sắc xi vàng. Đây, rất đẹp. Sắc xi vàng đúng không ạ? Máy móc bên trong. Anh em nào bên kỹ thuật thì soi hộ em cái và bình luận bên dưới xem có zin không. Đèn đệm 5 chân còn nguyên. Đây là đèn đệm 5 chân còn nguyên. Chạy suất 4 con suất Next Đô mono. Sườn là sắc gì vàng. À đây, có một cái này là em nhìn thấy là có vấn đề này. Cái dây cáp bẹ từ trên volume này xuống đây. Bình thường của nó là nó màu này. Cái con này của nó thì dây cáp bẹ của nó là màu đen. Chắc là được thay từ bên đó nha. Hàng về nguyên bản bên em chưa sửa chữa gì đâu. Chưa đi làm gì cả, chỉ vệ sinh thôi. Thế nên là cái này thì em nghĩ là có thể khả năng là ở bên đó. Hoặc là như thế nào đó thì anh em tự xem xét cái cáp bẹ này. Nó truyền tín hiệu từ dưới, vì dưới lên trên cái nút đau lớn này, lên nút chiết áp này để chỉnh sửa. Đây nha, 120W chạy 4 sò nhỏ, nguồn nhỏ, máy bình thường, trông rất đơn giản thôi. Nhưng đánh vào cặp loa Piano CSF9000. Thực sự ra nó không ngán một đôi loa nào cả, rất dễ đánh. Còn chất âm của nó thì anh em đòi hỏi nó quá đáng thì chắc em nghĩ chắc là khó đấy. Chất âm của nó như thế này là với cái tầm tiền là rất hợp lý rồi.
Ok, cuối cùng Phạm Thức Audio xin phép được xin chào anh em. Hẹn gặp anh em trong video tới. Giá của chiếc âm ly này là 3.4 triệu, giá của tuner là 1.1 triệu, giá thanh lý anh em có thể mua lẻ hoặc mua cả bộ là 4.5 triệu. Giá này không bao gồm tiền cước, không bao gồm trả giá. Điện 100V, máy em bao zin toàn tập cho anh em, trừ cái cáp này. Đấy, trừ mỗi cái cáp này, còn lại máy em bao zin toàn bộ cho anh em, kể cả tuner, không sửa chữa một tí gì cả. Máy về như nào, em để nguyên như thế em bán. Máy kia con tuner kia bị lỗi như thế, em cũng không sửa mà em để nguyên thế em bán thành lý cho anh em. Chỉ mua để mục đích cho bác nào dùng để trưng bày. Còn bác nào thích nó hoạt động thì anh em mang đi sửa. Đấy, hiện tại giờ vẫn đang bắt bình thường như lúc nãy anh em mình đã xem. Và điện sử dụng điện toàn bộ điện đồng thời là 100V. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio.